Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, nhãn lồng Hưng Yên được tiêu thụ trên hệ thống siêu thị BRG. Đây là nỗ lực của các ngành đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đỡ bà con nông dân đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng Hà Nội và các tỉnh lân cận. 2 tấn nhãn lồng Hưng Yên đầu tiên đã được công ty cổ phần đầu tư Kim Hưng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kết nối thành công với công ty bán lẻ BRG thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên trên toàn hệ thống siêu thị BRG Max và Mini Max Harbor Food đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng Hà Nội. Công ty Kim Hưng được Sở Công Thương giao cho làm đầu mối tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên và đã kết nối với hệ thống BRG Max tiêu thụ khoảng 30 tấn nhãn của thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu trong dịp này. Để vào được trong chuỗi cửa hàng và để vào được trong Hà Nội thì cũng không phải là dễ dàng. Đòi hỏi phải là những chuỗi lớn có cái khả năng quản lý, vận hành và đảm bảo cái tiêu chuẩn phòng dịch tốt, cũng như là có cái khả năng cung ứng tốt thì mới có thể triển khai được. Chúng tôi cố gắng là trong quá trình thu hái ấy, thì cái thời gian để vận chuyển ấy, nó là rút gọn ngắn nhất có thể để sản phẩm khi mà đưa lên đến kệ rồi nó vẫn còn tươi. Được biết, hệ thống siêu thị BRG Max tại Hà Nội, Hải Phòng sẽ đồng hành hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên, đồng thời quảng bá rộng rãi để toàn bộ các khách hàng, cán bộ, nhân viên trong hệ sinh thái BRG về sản phẩm nhãn lồng đặc sản của Hưng Yên. Chúng tôi cũng bắt đầu đang triển khai cái tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại hệ thống BRGmart và có thể nói rằng là cũng được người dân thủ đô đón nhận rất là nhiều. Chúng tôi đang dự kiến là trong một tuần đầu của nhãn lồng Hưng Yên thì dự kiến là hệ thống chúng tôi sẽ tiêu thụ khoảng hơn 50 tấn nhãn lồng. Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch nhãn, tuy vậy đây cũng là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc tiêu thụ nông sản, trong đó có nhãn gặp nhiều khó khăn, việc chung tay hỗ trợ của các ngành đoàn thể và doanh nghiệp sẽ giúp nông dân giảm bớt khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Được các ban ngành đoàn thể cũng như là các doanh nghiệp lớn như tập đoàn Kim Hưng là phối kết hợp cho hợp tác xã là tiêu thụ sản phẩm cũng như là hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu. Đến thời điểm này thì cũng là năm đầu của làm theo quy trình Việt Gáp thì đã có bước là tiến triển rất tốt về cái tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Cùng với tiêu thụ nhãn cho hệ thống siêu thị BRG Max, công ty Kim Hưng đã kết nối tiêu thụ nhãn vào các chuỗi siêu thị mini tại Hà Nội, Nghệ An, đồng thời đang tiếp tục đàm phán các đơn hàng để xuất khẩu. Đến nay, sản lượng nhãn toàn tỉnh tiêu thụ được trên 50%, trong khi việc tiêu thụ nhãn đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy, cùng các giải pháp để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nhãn, thì việc kết nối tại các hệ thống siêu thị lớn và xuất khẩu sẽ giúp nông dân giảm bớt khó khăn.